Vâng, chúng ta đến với trận thi đấu lại thôi. Vâng, đít như vậy là canh cho random hết. Ui giời ơi, bên mình quần đẹp lắm. Tôi chưa nhịp kịp quần bên kia. Đây là Hitty của đối thủ màu 3. AC của đối thủ màu 1. Rất hay, AC Hitty. Tôi có cả Greg nữa cơ. Greg màu 2. Màu 4 là cầm Persian ngoài cánh, hay quá. Bên kia có Baby Roman, Hitty, Baby. Vậy là hai Baby, một Roman và một Hitty. Cũng rất đẹp. Persian đang chơi game thủ đi sớt. 1-1 được cầm AC. Anh cung rồi. Hai trận liên tiếp anh đều được cầm quân cung. Vậy trận nếu lại là sẽ là random tất cả, không phải là chọn lại quân. Vậy quân vừa đấy, nhà bài mình rất đẹp. Bài này sao? Sau tuần đít này với bài này có biến. Đang đánh giải một tuần đít thì rất là có biến. Hai voi rồi. Rất hay cho AC. Hít đi nào. Nhà trắng phớ chưa có gì cả. Hiêu đầu cũng chưa mà voi cũng chưa. Quả phụ thì cũng chưa thấy luôn. Và toàn thấy rừng dừa thôi. Vâng, những cánh rừng dừa. Vâng, như ở Bến Tre vậy. Đây rồi, hiêu đầu đây. Gặp quả sập tư tưởng. À, sao lại lên. Vâng, anh lên dốc để lấy đam. Nhưng mà đấy anh đứng yên anh phi nó cũng chết cơ mà. An toàn quá. Vâng, nhiều khi an toàn cũng mệt đấy. Rồi, bầy hiêu, hai bầy hiêu rồi. Rất hay. Như vậy là ba bầy hiêu dành cho màu ba rồi. Rồi xem Persian đang dắt voi về bản đấy rồi, rất tốt. Rất tốt. Ôi, ba voi bầy hiêu rồi. Ba quả phụ nữa, lực sẽ rất khỏe. Rồi, câu voi xa trước, chuẩn luôn. Rồi. Anh đang câu voi tương đối mượt. Game thủ của 4 đã dính một hit rồi. Cẩn thận hai hit là chết bây giờ. Hôm qua nhiều game thủ nghe lời tôi và cứ ở NS lại rồi cho tiếp tục đi. Nhưng anh NS lại là NS lại luôn. Thế thì hoảng luôn con dân là phải thôi. Không trách ai được. Và chuẩn bị tinh thần anh ra kia anh làm cho em cái BS. Ăn hiêu thôi thôi thôi. Dàn hiêu đi, ăn hiêu. Hiêu cơ mà. Ơ à. Hiêu, hiêu mà. Ô oh. Cái này thì ép đời kiểu gì. Ăn hiêu đã, có phải anh ép được đời ngon không? Anh ép đời sớm này. Anh phải tận dụng chứ. Có bầy hiêu nhưng anh vẫn quyết tâm đóng cờ ăn quả. Lại cắt dân ăn hiêu rồi. Không, như vậy anh cắt dân mấy gỗ. Đây còn bầy hiêu, tôi bảo rồi anh ăn hiêu chỗ này trước không ăn. Mấy quả kia tí lên là ba mới ăn được. Vẫn còn cơ mà. Lại đi. Ơi không muốn cách. Ơi yên tờ. Dường dường F3 F3. Không, không F3. Nói chung là mình kích đời đời đóng BB thôi. Gần game thủ màu 8. Ái chà. 8 hình như là cầm Baby Bon. Baby Rian. Kia còn một bầy hiêu nữa, tí mình ra mình mút tạm của màu 8 cũng được, không sao cả. Có cái gì đâu, đâu là của anh của em cả thôi. Đâu ở giải mà ra cả thôi. BL 9 bao nhiêu đây? Tôi nghĩ tầm 9-40 thôi. 9-40. Cua ra đóng nhanh đi. Rồi. BM với bạn cả BB quá chắc cốp với cái nhà. 9-45. 9-45 với bài 2-3 dân Persian cũng rất sớm. Nhưng mà nếu anh ăn bầy hiêu thì có vẻ nói chung nó cũng thế cả thôi. Nhưng mà cân đối từ gỗ cần phải tốt hơn. Rồi. Thế thôi, 5 thằng dân là đủ rồi. Nhét mắc binh chỉ được 5 thằng thôi. Vẫn thêm một thằng nữa, vẫn thêm một thằng nữa kìa anh. Rất nhiều vàng, chiếu vàng lên ơi.
Đấy, có biến ngay ngay. Không kéo đến gì. Lâng cấp đi, công đã rồi từ từ đợi. Ấy, ăn chanh. Ôm bom màu 8. Baby Ryan. Ai nhỉ, baby này. À cũng vậy, vậy. Rồi. Rồi. Thế thôi. Công thủ sẽ là đầy đủ với con giò này. À đập kìa, chưa lên 3. Trọng tài đâu? Vâng, đập lổ là có biến ngay. Chưa lên 3 mà dám hổ báo à? BL2 luôn, rất tốt. Vâng, ăn chanh với Persian chỉ thiệt thôi, không lợi gì đâu. Mà ăn chanh bày heal làm cái gì? Vâng, ăn chanh với quả gặp ban thì cũng cũng hoảng, mà ăn chanh heal với lại Per thì cũng chết. Và bốn con dân này chạy đi đâu? Vâng, đi đâu con sâu? Bơm gỗ cho game thủ màu 1 thì phải. Úi giời ơi. Vâng, bốn con dân này sẽ xuống, sẽ lên thiên đàng. Vâng, chầu ông bà ông vải thôi. Màu 8 bây giờ mới xuất giò thì quá muộn rồi. Vâng, không kịp nữa rồi Khánh Phương. Sao nào Greg? À, hit team màu 3 vẫn Trần Văn ổn lắm. Persian màu 4 rồi. Ở đây có con vòi nữa. Khổ. Nếu thấy con vòi này sớm hơn có phải tốt không? Đỡ mất cái gờ. Rồi. Và thí sinh màu 7 vào zoom đi. Hit đi à. Rồi. Vậy e, vậy e, vậy. Vâng, giò màu 8 sang cống cống nạp luôn. Vâng, đi hiến máu nhân đạo. Vâng, Da Sida còn thích hiến máu sao? BB. Ai là Hitty? Hitty chạy ruộng hit hit vào đây. Vâng, thí chủ nhìn thấy đi rớt chém chưa? Rồi, vào thôi. Hấp diêm thôi, có 4 con R mà 3 con R mà có cái gì đâu. Anh thủ cà phê anh check cốp thế. Vâng, rất ít game thủ mà tôi nhìn thấy ở cái giải doanh nghiệp ở trong vòng bảng hôm qua là thủ B. Anh gặp chém anh cứ đánh bình thường thôi. Cứ chém thì đấu với chém thôi. Tem chúng ta đang theo dõi tem Quang Huy thi đấu với tem Cường Thịnh. Hai tem là thi đấu rất cân. Cân chằn chặt. Được nhận ít đầu gỗ từ đồng đội. Đây rồi, Acerian đang bắn phù màu 6. Màu 6 nằm im hưởng thụ rồi. Vâng, dân đứng nằm im. Úi giời. Kìa, đấy, hưởng thụ hai con rồi. Giờ thì chạy đâu cũng chết. Chạy làm gì anh ơi, nằm im đi thôi. Giờ thì màu 3 cũng khỏe. Hai nhà chém rất khỏe, chúng ta thấy Greg 322 cơ mà. Bây giờ mới để ý Greg. Greg dâng lờ chéo cánh mà chém luôn cả màu 5 cầm Babylon. Rất hay, và tỷ số tôi nghĩ sẽ là hai đều trận này thôi. Bốn nhà bên này đều khỏe cơ mà, có phải yếu đâu. Persian 32 cung R và màu 8 sang đây lại hiến thôi. Vâng, lại cống nạp thôi. Kìa, bắn tê đi. Con không tê ngứa mắt lắm. Ấy là chạy dân là chạy đi đâu con sâu với con giò này. Về nhà quay ruộng thôi anh, yên ổn lắm rồi. Bơm gỗ. Ba mươi ba trên 40. Lại quay lại à, úi dồi ôi, nhà nhiều đồ ăn lắm. Game thủ màu 4 dò lỗi hơi nhiều. Anh mà dò sớm nữa anh kích sớm hơn đấy. Chơi nó luôn. Và chuẩn bị tinh thần ăn ăn con voi mà lên cái chém 4 đi anh. Úi giời. Giờ rảnh thế là màu 8 ơi, sang lại cống thôi, lạc đà nhà nhiều lắm. Thôi thôi thôi, thôi, thôi bỏ qua bỏ qua. Tí đợi hit team màu 3 sang nó bắn cho phát là chết có gì đâu. Vâng, màu 8 đang toàn cống quân thôi. Chỗ đấy khả năng một đôi đấy. Đấy tôi bảo ngay. Ui giời, màu 1 tham 48 rất tốt. Giờ để sang chơi chơi nhà màu 7. Màu 7 đi. Úi giời, vậy rất hay.
Ôi vẩy cả BB. Rất nhanh tay, chúng ta thấy mà một anh Hưng thi đấu rất tốt. Ui giời ơi, anh chắc thế. Anh đóng cho ba cái BS vào đấy, đúng rồi. Thế này thì Mai kiếm luôn. Đợi trời nữa vẩy e. Ấy rồi hai nhà ăn một rồi. Ốp màu 7 đi thôi. Màu 7 nhà xấu lắm. Ốp phát chết có gì đâu. Khi mà màu 4 này. Ai à, màu 8 vẫn sang cống những con cùng rờ sao? Anh chơi tôi à? Đây rồi. Màu 2. Ở bên kia resize thì số là 2 đều. Kèo đang rất cân cho cặp đôi Quang Huy cũng như là Cường Thịnh. Chậm tới đít. Đánh lại. Anh ra đùm lại nhưng mà đen cho bên kia quá. Quân mình nhìn hơn hẳn. Với bài Persian lên đời bên kia vẫn còn đang ăn hoang cơ. Quá hay, và chúng ta cũng chờ đợi đến trận thiếu bản lề thôi. Hai đều rồi.